thì xiên nướng chay rau củ quả chùa Ba Vàng có gì hấp dẫn? Cha cha, món chay dinh dưỡng cùng Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa cùng khám phá thôi nào! Nguyên liệu chính của món thịt xiên này là heo lát chay. Các miếng heo chay được thái lát mỏng, sau khi luộc chín khoảng 30 phút thì được vắt khô bằng máy, lần lượt trộn với các gia vị như tỏi, nước sốt cho món nướng, mật ong và đặc biệt không thể thiếu sả. Sả được các Phật tử băm nhỏ, xay nhuyễn và xào qua để dẫy mùi thơm. Heo lát chay sau khi được trộn đều với gia vị, chuyển màu vàng nhạt và thơm nước mũi. Chưa gì đã thấy hấp dẫn rồi đây! Sau khi ướp vài tiếng để thấm đẫm gia vị, heo lát chay sẽ được chiên sơ qua và tiếp tục trộn đều với sả. Nguyên liệu tiếp theo cần chuẩn bị là dứa. Mắt dứa thường được cắt chéo, nhưng các Phật tử lại gọt theo đường dọc. Các đạo hữu có tò mò để làm gì không? Câu trả lời chính là đây. Dứa bổ dọc khi cắt lát sẽ thành những bông hoa đẹp mắt, sau đó được chia nhỏ thành 4-6 phần phù hợp. Ngoài ra, món xiên nướng chay rau củ quả còn có ớt xanh, ớt đỏ, ớt vàng, cả hành tây nữa này. Rất bắt mắt và hấp dẫn nhé! Các loại rau củ cũng sẽ được trộn với nước sốt trước khi xiên để các lớp của thịt xiên nướng đều thật đậm đà nhưng vẫn giữ được hương vị tươi nguyên. Mỗi xiên đều được làm theo công thức mẫu, gồm 18 lớp rất đầy đặn và đẹp mắt. Bếp than đỏ rực, những xiên heo lát chay rau củ quả được nướng dậy mùi thơm nức, tiếng nướng xèo xèo, nghe cực đã tai. Chào ôi, cứ phải gọi là ngon hết nước chấm. Món thịt xiên hôm nay được dùng trong mâm cơm hàng thuận ở chùa và là món ăn rất đắt khách nhé! Đẹp này, bắt mắt này. Thứ hai là ăn cũng cảm giác rất là ngon. Thịt thì mềm mà thơm, ngon. Thịt chay ấy, đậm đà luôn ạ. Nó rất là ngon ấy. Không thể diễn tả được ấy ạ. Rau củ quả thì rất là tốt, vừa chín tới. Thơm ngậy và giòn. Mặc dù là tôi chưa ăn chay bao giờ nhưng đến hôm nay tôi ăn thì cảm giác rất là ngon. Dưới sự sách tấn, hướng dẫn của cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến, các Phật tử đã cùng nhau làm việc hòa hợp trong các công đoạn để làm ra món ăn bổ dưỡng, hấp dẫn phục vụ mọi người, mong mọi người khởi được tâm hoan hỉ mà kết duyên lành với Tam Bảo. Sư phụ Thích Trúc Thái Minh từng chia sẻ, bố thí là phải có cả tâm tế độ, tâm mong mỏi giúp người nhận bớt khổ và đồng thời phải giúp họ gặp được Phật Pháp để tu hành thoát khổ. Từ đó, người xả tâm thí sẽ được phúc báo giàu sang phú quý, sắc thân tốt đẹp, thường được người giúp đỡ và sẽ đạt được quả vị Phật nếu biết tu hành. Chúc mong các Phật tử sẽ luôn tinh tấn Phật sự, phục vụ mọi người để tích lũy phúc báu, được nhiều lợi ích trong đời này và đời sau. Cùng đón xem video tiếp theo sẽ khám phá món ăn chay đặc biệt nào do các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng nấu nhé!